Kinh số 37 Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái Chula Tanya Sankhaza Sutta 390 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở tại Savathi Xá Vệ Đông Viên Pubarama Giảng Đường Lộc Mẫu Migara Matu Rồi Thiên Chủ Saka Đế Thích Đến tại chỗ Thế Tôn ở sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sa Kha đứng một bên Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Ở đây, này thiên chủ, tỷ kheo được nghe như sau Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả Pháp Này thiên chủ, nếu tỷ kheo được nghe như sau Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả Pháp Vị ấy biết rõ tất cả Pháp Sau khi biết rõ tất cả Pháp Vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả Pháp Do biết một cách rốt ráo tất cả Pháp Nếu có một cảm thọ nào Lạc thọ khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Rồi Thiên chủ Sa kha sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. 391. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Mogalana ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả Maha Mogalana suy nghĩ như sau: không hiểu ra kha, dạ xoa kia, sau khi hoan hỉ lời thế tôn dạy, có tín thọ hay không? Ta hãy tìm hiểu dạ xoa kia, sau khi hoan hỉ lời thế tôn dạy, có tín thọ hay không? Rồi tôn giả Maha lana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở đông viên, lộc mẫu giảng đường, và hiện ra ở giữa chư thiên cõi trời 33. mươi lúc bấy giờ, thiên chủ Sa Kha với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại vườn nhất Bạch Liên. Thiên chủ Sa Kha thấy tôn giả từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến tôn giả Maha Mogalana. Sau khi đến, thưa với tôn giả Maha Mogalana, hãy đến đây, thiện hữu Mogalana, thiện lai, thiện hữu Mogalana. Này thiện hữu Mogan Lana, lâu lắm thiện hữu mới có dịp đến đây. Hãy ngồi, thiện hữu Mogan Lana, trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Maha Mogan ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Còn thiên chủ Sakha lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Maha Mogan nói với thiên chủ Sakha đang ngồi xuống một bên. Này Kosija! Về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. 392. Thiện hữu Mogalana, chúng tôi bận nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời 33. Lại nữa, này thiện hữu Mogalana, Lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự nên không thể mau quên được. Này thiện hữu Mogalana, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Asura, Atula. Này thiện hữu Mogalana, trong trận chiến này, chư thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu Mogalana, sau khi thắng trận chiến ấy, và nhân dịp thắng trận, chúng tôi sau khi trở về cho xây dựng một lâu đài tên là Jata, tối thắng điện. Này thiện hữu Mogalana, lâu đài Jata có đến 100 vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có 7 ngôi nhà có hình tam giác. Trong mỗi nhà tam giác có 7 tiên nữ và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này thiện hữu Mogalana, Thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vesajata không? Tôn giả Maha Mogalana im lặng nhận lời. 393. Rồi thiên chủ Sakha cùng với đại vương Vesavana để tôn giả Maha Mogalana đi trước và đi đến lâu đài Vesajanta. Các thị nữ của thiên chủ Sakha thấy tôn giả Maha Mogalana từ xa đến, sau khi thấy liền hổ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình. Ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền hổ thẹn, bẽn lẽn. Cũng như vậy, các thị nữ của thiên chủ Sa Kha khi thấy tôn giả Maha Mogalana liền hổ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước vào phòng riêng của mình. Rồi thiên chủ Sa Kha và đại vương Vesavana đưa tôn giả Maha Mogalana lana Đi thăm và xem khắp lâu đài Veja Zanta. Này thiện hữu Mogalana, xem điều khả ái này của lâu đài Veja Zanta. Xem điều khả ái này của lâu đài Veja Zanta. Cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosija đã làm thời xưa. Và loài người khi thấy cái gì khả ái liền nói. Thật sự, cái này chói sáng từ chư thiên cõi trời 33. Cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả Koshiza đã làm thời xưa. Rồi Tôn giả Maha Mogalana suy nghĩ, dạ xoa này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả Maha Mogalana liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu Vejajanta rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thiên chủ Sakha đại vương Vesavana và chư thiên ở cõi trời 33, tâm cảm thấy kỳ diệu, hy hữu. Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, đại thần thông lực, đại oai lực của Sa Môn. Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Maha Lana sau khi biết thiên chủ Sa Kha đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với thiên chủ Sa Kha. Này Cô Si Gia, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt. Thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. 394 Ở đây, này thiện hữu Mogan Lana, tôi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đành lễ Thế Tôn và đứng một bên, này thiện hữu Mogan Lana, sau khi đứng một bên tôi bạch với Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, này thiện hữu Mogan Lana, Thế Tôn nói với tôi như sau ở đây này thiên chủ tỷ kheo được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp này thiên chủ nếu tỷ kheo được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp vị ấy biết rõ tất cả pháp sau khi biết rõ tất cả pháp vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp do biết một cách rốt ráo tất cả pháp nếu có một cảm thọ nào lạc thọ khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ vị ấy sống quán tánh vô thường sống quán tánh ly tham sống quán tánh đoạn diệt sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường sống quán tánh ly tham sống quán tánh đoạn diệt sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này thiện hữu Mogan Lana, Thế Tôn nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. Rồi Tôn giả Maha Mogan Lana, sau khi hoan hỉ tín thọ lời Thiên chủ Sa Kha nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất giữa chư thiên ở cõi trời 33. mươi và hiện ra tại đông viên lộc mẫu giảng đường sau khi tôn giả maha mogan lana đi chẳng bao lâu các thị nữ của thiên chủ sa kha nói với thiên chủ sa kha như sau thưa thiên chủ có phải vị ấy là thế tôn bậc đạo sư của thiên chủ không vị ấy không phải là thế tôn bậc đạo sư của ta vị ấy là đồng phạm hạnh với ta tôn giả Maha Moganlana. Thưa Thiên Chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên Chủ. Có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có đại oai lực như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc đạo sư của Thiên Chủ. 395 Rồi tôn giả Maha Moganlana đến tại chỗ Thế Tôn ở sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Maha Moganlana Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng? Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một dạ xoa có đại oai lực. Này Moganlana, ta biết, ở đây Thiên Chủ Sa Kha đến tại chỗ ta ở, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên này Mogan Lana, Thiên Chủ Sa Kha bạch với ta. Bạch Thế Tôn nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, này Mogan Lana, ta nói với Thiên Chủ Sa Kha ở đây này thiên chủ tỷ kheo được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp này thiên chủ nếu tỷ kheo được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp vị ấy biết rõ tất cả pháp sau khi biết rõ tất cả pháp vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp do biết một cách rốt ráo tất cả pháp nếu có một cảm thọ nào lạc thọ khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ vị ấy sống quán tánh vô thường sống quán tánh ly tham sống quán tánh đoạn diệt sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường sống quán tánh ly tham sống quán tánh đoạn diệt sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này Mogan Lana, ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho thiên chủ Sa Kha. Thế tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Maha Mogan Lana hoan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy.